sự kháng thuốc của các tế bào ung thư. Các tế bào ung thư có bị không, bởi vì cái bản năng sinh tồn của nó khi dùng mới đầu thì có thể nó sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà về lâu dài nó sẽ kháng. Đó là tăng cường sửa chữa ADN bị tổn thương. Thứ hai là nó tạo các cái bẫy để gắn thuốc, làm mất tác dụng của thuốc. Đấy, các cái bẫy thuốc này, cho nên là các bạn biết là hàng ngày ấy, trong cơ thể của chúng ta được đưa vào rất nhiều các cái gốc tự do. Đấy, thì các cái gốc tự do này thì cơ thể, cái bản năng của cơ thể là cũng tạo các cái bẫy để gắn các cái gốc tự do đó vào, xong rồi đẩy ra ngoài. Đấy. À, nếu như chúng ta tìm hiểu sâu về cái gốc tự do thì các bạn thấy là hiện nay rất rất nhiều các cái công ty thực phẩm chức năng ấy, người ta quảng cáo các cái thuốc này thuốc khác, đúng không? Thì đó là một trong những cái cơ chế, đó là người ta tạo các cái bẫy để gắn cái gốc tự do để tạo một cái nữa, đó là gì ạ? Giảm tích lũy thuốc và làm cho không đạt nồng độ diệt tế bào ung thư. À, các bạn biết là một số những trường hợp mà sau khi mà truyền hóa chất ấy, dùng thuốc điều trị ung thư ấy, thì cái nguy cơ xuất hiện những cái phản ứng, cái độc tính cao. À, rồi cái khả năng đào thải của cơ thể nó cũng nhanh, cho nên là cái nồng độ nếu như không tính toán thì sẽ không đạt được cái nồng độ để giết tế bào ung thư. Rồi có thể nó thay đổi cái đích enzyme hoặc hoạt tính enzyme, nó làm giảm hoặc mất tác dụng của thuốc. Cái tế bào ung thư nó cũng tiết ra các cái enzyme để nó chống lại cái tế bào ung thư, chống lại cái tác dụng của thuốc. Về nguyên tắc trong điều trị ung thư là chỉ dùng thuốc khi mà có chẩn đoán rõ ràng bằng mô bệnh học. Thì các bạn biết là mô bệnh học hiện nay là rất là phát triển, đúng không? Mô bệnh học hay là hóa mô miễn dịch, bây giờ chúng ta có kính hiển vi điện tử, vâng. Và các bạn biết là người ta thường thường ấy, người ta sẽ có cái một lớp ấy. Đó là khi mà thấy ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan hay cái gì đó chẳng hạn, đúng không? Người ta mổ nội soi, người ta bấm lên một miếng. Đấy. Xong bắt đầu người ta cho vào một cái khối nến. Đấy. Khối nến xong bắt đầu người ta cho một cái máy cắt thái lát ấy, giống như chúng ta làm tiêu bản khi mà đi thực hành thực vật ấy. Xong bắt đầu người ta làm tiêu bản, người ta cố định cái tiêu bản đó lại, xong người ta dùng cái máy hay là cái kính hiển vi điện tử, người ta soi, người ta mô tả cái tế bào đó, xong người ta có thể là cái kính hiển vi điện tử, người ta in luôn được cái hình dạng đó ra, xong bắt đầu người ta đo với lại cái cơ sở dữ liệu ấy, được xem cái tế bào của cái mô đấy nó có trùng khớp nhau không, hay là trong cái vi trường đó nó có xuất hiện nhiều những cái tế bào mà nó lại không thuộc, không giống với những cái tế bào còn lại không, không giống với tế bào của mô đấy không. Đấy. Thứ hai là dùng thuốc phải kết hợp với phẫu trị và xạ trị. Các bạn thấy là điện phẫu trị là phẫu thuật để cắt bỏ nó đi, xạ trị là dùng các chất phóng xạ chiếu tia, chứ tia xạ vào cái khối u đó. Thì cái xạ trị này thì thường thường là gì ạ? Nó có một cái ưu điểm là cái tia đó nó chỉ tấn công trên cái tổ chức ung thư đó thôi, chứ nó không bị toàn thân. Nhưng mà các cái hóa chất mà dùng trong xạ trị này là những cái hóa chất gọi là dược chất phóng xạ, cho nên là nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới môi trường. Đấy. Và những người mà tiếp xúc với nó, thì các bạn biết là những cái hóa chất phóng xạ là những cái chất mà được bảo quản, được quản lý cực kỳ chặt chẽ. À, xin chào các bạn. Những người mà làm ở trong những cái mình giới thiệu cái nơi ấy mà cấp phát cái hoặc là có số lượng các cái dược chất phóng xạ hay là những cái chất mà phóng xạ, cái chất mà nó có phóng xạ mạnh, bắt buộc người ta phải gắn chip điện tử, chip định vị GPS. Đi đâu làm gì, anh đang ở đâu là cái trung tâm điều phối quốc gia hay là trung tâm quản lý quốc gia, người ta có thể biết được anh đang ở đâu. Đấy. Bởi vì để các bạn biết là cái phóng xạ đó thì nó ảnh hưởng đến môi trường cực kỳ lớn, nó bảo quản cực kỳ chặt chẽ, quản
quản lý rất là chặt chẽ. Thứ ba là dùng phối hợp nhiều thuốc để tăng hiệu quả, giảm kháng thuốc và giảm tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên thì khi phối hợp thì cần lưu ý không phối hợp các thuốc mà có độc tính trên cùng một cơ quan, và phải giảm liều so với khi dùng đơn độc. Thì cái này thì các dược sĩ sẽ phải làm ở các isolator, các cái tủ pha chế. Trong cái công tác pha chế dược bệnh viện hiện nay thì các bạn biết là cái việc phân liều, hôm trước thì thầy có nói với các bạn ở trong dược lý 1 ấy, hiện nay mà để phân liều trên bệnh nhân ấy, thì chúng ta mới chỉ dừng lại phân liều insulin, hai là phân liều các cái thuốc hóa trị. Cho nên cái này phải tính toán giữa bác sĩ lâm sàng và dược sĩ. Đấy, làm công tác pha chế. Phải nói thêm với các bạn là các cái hóa chất mà trong điều trị ung thư này thường là rất là đắt tiền. Năm 2019 thì theo số liệu của Trung tâm Đấu thầu Thuốc Quốc gia, riêng cái hóa chất trong điều trị ung thư là nó rơi vào 12.000 tỷ. Đấy. Các bạn thấy một số rất là lớn đúng không ạ? 12.000 tỷ chi cho các thuốc điều trị ung thư. Mà khi mà pha chế tập trung này thì các cái bệnh viện lớn, ví dụ như bệnh viện 108, thì các thầy nói rằng nếu như mà pha chế tập trung thì có thể tiết kiệm được từ 10 cho đến 15%. Các bạn thấy là chỉ cần cái mức thấp nhất là 10% của cái 12.000 tỷ. Thế là chúng ta đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Thì các bạn biết là khi một cái lọ thuốc nó bé xíu xíu này, nó 5, 7, 10 triệu đúng không ạ? Thế một cái ông 30 cân khác với ông 70 cân nhé. Bệnh nhân 30 tuổi khác với bệnh nhân 70 tuổi chứ. Thật bất buộc. Hay là bệnh nhân nặng với bệnh nhân nhẹ khác nhau chứ, đúng không? Như lúc trước chúng ta nói rồi. Là cái liều mà nó không đủ để diệt tế bào ung thư thì bắt buộc người ta phải tăng liều lên để nó đảm bảo được mục tiêu điều trị, nhưng mà nó lại không được vượt quá cái liều gây độc. Còn chính vì thế nên dược sĩ lâm sàng phải làm công tác tính toán cùng với bác sĩ điều trị. Đấy. Và khi mà dùng đơn liều thì sao ạ? À, cái liều của nó sẽ phải cao hơn là cái việc mà khi người ta phải phối hợp hai cái đa trị liệu, đúng không? Đấy là một trong những nguyên tắc. Và biết được. Cái thứ tư, đó là lựa chọn thuốc phải phù hợp với lại loại ung thư, giai đoạn bệnh và tình trạng của bệnh nhân. Lát sau để chúng ta sẽ đi tìm hiểu ra hiện nay có bao nhiêu loại điều trị ung thư. Thế còn giai đoạn bệnh, người ta dựa vào cái gì? À, dựa vào cận lâm sàng, xét nghiệm xem là nó xâm lấn hay không, rồi cái khối u to hay bé, rồi tình trạng của bệnh nhân, tình trạng cái này có liên quan đến cả thể trạng của bệnh nhân nữa. Ông gầy, ông béo, ông già, ông yếu, ít tuổi hay là ông già ông trẻ đúng không? Ông gầy ông béo. Đấy. Ở nguyên tắc thứ năm, đó là việc chọn liều dùng và đường dùng thích hợp. Về các cái thuốc chữa ung thư thì người ta có nhiều cái cách phân loại. Thứ nhất là dựa vào vị trí tác dụng, tác động lên cái chu kỳ tế bào. Vị trí tác động lên chu kỳ tế bào. Thứ nhất là thuốc tác động tác hiệu cho một pha, tác động trên pha M, chúng ta có cái gì alkaloid của cái dừa cạn, cái này có cái rubicin ấy, đặc biệt là cái dừa cạn ở Việt Nam, và các cái dẫn xuất ta sao, thì cái này trong cái phần dữ liệu này, đã nói các bạn rồi đúng không? Alkaloid đây, đấy. Các cái môn học này nó connect với nhau, nó liên kết với nhau. Thứ hai là thuốc tác động trên pha S, đó là các cái thuốc kháng chuyển hóa. Và thứ ba là thuốc tác động trên pha G, đó là aspargin. Rồi thuốc tác động trên pha G2, đó là pyrophilotoxin hoặc là bleomycin. Thế bleomycin hiện nay được dùng khá là nhiều. Đấy, mà nó tác động trên pha G2. Phân loại thứ hai đó là thuốc tác động trên nhiều pha của tế bào. Đấy. Các thuốc này tác dụng trên nhiều pha của chu kỳ tế bào thì như lúc trước chúng ta có nguyên tắc rồi đúng không ạ? Là phải chọn những cái thuốc nào nó tác dụng trên nhiều pha của tế bào. Đấy. Thì đây thường là gì ạ? Nitro UV.
các cái dẫn xuất của need đúng không? Thế nào là dẫn xuất? Đó là à, từ cái chúng ta học về hóa dược rồi đấy, đúng không? Từ cái chất đốc bắt đầu người ta thay thế các cái nhóm thế khác nhau, đúng không? Các cái ankin hóa, các cái kháng sinh, trong cái chuyên đề kháng sinh thì nói rõ hơn là có ba loại kháng sinh, đúng không? Kháng sinh kháng khuẩn, kháng sinh kháng nấm và kháng sinh trị ung thư. Đấy, cái kháng sinh chúng ta thường nghe nói đến là kháng sinh kháng khuẩn thôi, bạn hiểu không ạ? Còn cái kháng sinh trị ung thư thì lại là một cái gì, cái chuyên đề khác mà chúng ta đang tìm hiểu đây ở phần sau. Thuốc thì không chỉ tác dụng trên các pha của chu kỳ tế bào mà còn tác dụng trên cả pha G0. G0 là pha gì ạ? Pha nghỉ ấy. Đấy, tức là diệt cả tế bào đang phân chia. Ví dụ như là cytarabine. Đấy, cytarabine này nó có liên quan đến cái thuốc ung thư tương đối nổi tiếng, đúng không? Acapito ấy, đúng không? Cytarabine. Nhóm thuốc này thì nên lựa chọn để điều trị khối u có tỷ lệ tăng trưởng thấp nhưng có nhược điểm là diệt được tế bào ung thư và tế bào bình thường của mức độ. Các bạn thấy không? Nó diệt được tế bào ung thư nhưng mà nó lại diệt được cả tế bào bình thường. Nó ở cùng một mức độ. Có nghĩa là nó diệt được một tế bào ung thư thì nó diệt luôn một cái tế bào bình thường. Thậm chí là những cái tổ chức nào, tổ chức bình thường ấy, mà nó ngấm thuốc nhiều hơn nó còn diệt mạnh hơn. Đấy. Phân loại thứ hai là dựa vào cấu trúc hóa học và cơ chế. Thì trên lâm sàng thì người ta thường điều trị ấy, thì người ta thường dựa vào cái cách phân loại trên. Còn dược sĩ thì thường là dựa vào cái cách phân loại này, đó là cấu trúc hóa học và cơ chế. Ví dụ như bản thân tôi ấy, các bạn ấy khi mà làm lâm sàng thì tôi rất quan tâm đến cơ chế. Một cái thuốc này tác động đến cơ thể con người theo cơ chế nào? Đấy. Mà tất cả những cái thuốc nào mà được chứng minh bằng cơ chế thì nó rất là rõ ràng rồi. Chúng ta không phải lăn tăn về cái chuyện đó, đúng không ạ? Cơ chế nó rõ ràng. Cũng như là bây giờ nói thật với các bạn là cái câu chuyện là kinh doanh đa cấp, đúng không? Thế về cơ chế, về kinh tế, đúng không? Là tiền, hàng, tiền để đổi lấy hàng, và từ hàng sang tiền. Kinh doanh là lợi nhuận, đúng không? Thì cái tiền sau nó phải cao hơn cái tiền trước chứ, đúng không? Đấy. Thế như vậy thì kinh doanh đa cấp thì cái câu chuyện là à, từ một ông thì ông bán hàng này, sau ông bán cho 5 người này, ông 5 người này lại bán cho 5 người tiếp theo này, ông 5 người tiếp theo lại bán này, có nghĩa là cái càng về cái lớp sau nó càng nhiều nhiều lên, đúng không? Thế là cái ông đầu tiên là ông ấy chỉ ngồi ông ấy hưởng từ tầng thứ nhất để ông ấy hưởng phần trăm vào tầng thứ hai, ông ấy hưởng phần trăm vào tầng thứ ba này. Xong đến cuối cùng cái tầng thấp thấp, tầng thứ N này này. Đấy. Thế vậy thì chúng ta phải đặt một cái câu hỏi là vậy thì cái giá trị thật của cái hàng hóa mà chúng ta đang tham gia bán ấy, là nó nằm ở đâu? Đúng không? Các bạn hiểu không ạ? Để nó ví dụ như là nó nói các bạn là bán được một cái cốc này chẳng hạn cho người tiêu dùng, đúng không? Nó là tầng thứ N rồi. Đấy. Để gì? Để tầng trên này được bao nhiêu phần trăm, tầng trên này mấy phần trăm, tầng mấy trên mấy phần trăm, tầng tầng mấy phần trăm. Thì tất cả những cái phần trăm này, cái gọi là cái lợi nhuận ấy, thì đều được tính từ gì? Tính từ hàng hóa mà ra. Và cái giá trị lõi của cái sản phẩm là nó nằm ở đâu? Đấy. Cho nên là khi mà chúng ta kể cả như là tự nhiên mà có một người nào đó mà không phải là ruột già thân thích với mình mà lại tốt đột xuất với mình là mình cũng phải phân tích xem cơ chế của cái sự tốt này là gì, đúng không? Mục đích của họ là gì? Tất nhiên là cuộc sống thì không nên quá nghi ngờ, không nên quá là rành rọt, nhưng mà chúng ta cũng cần phải tỉnh táo ở chỗ này. Thì muốn nhắc các bạn là dược sĩ, nhất là dược sĩ lâm sàng như chúng tôi, thì cần tìm hiểu rất sâu về cơ chế. Khi mà nó đã có cơ chế có nghĩa là nó rõ ràng rồi. Ngoài ra có những cái thuốc mà nói thật với các bạn là cho đến bây giờ người ta cũng còn không biết là cơ chế của nó là như thế nào. Đấy. Ví dụ như là các cái bệnh tự miễn ấy, người ta cho hay dùng chloroquine. Chloroquine là thuốc trong điều trị gì? Điều trị Sjögren, đúng không?
Nhưng mà hen phế quản này, lupus bán đỏ này, viêm đa khớp dạng thấp này, người ta rất hay dùng chloroquine. Cũng tầm giờ năm ngoái là đổ xô đi mua chloroquine, hydrochloroquine. Vì nghe đồn là chloroquine có tác dụng gì? Diệt được Covid, kháng được Covid. Các bạn còn nhớ là cái câu chuyện mà phong tỏa lần thứ hai ấy, là ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đúng không? Đấy, đi khám ở gì? Ở Bạch Mai à? Khám ở đâu đấy đúng không? Xong rồi về thì anh chồng này lại lây cho chị dâu và lây cho hàng xóm, còn vợ thì lại không bị. Và vợ thì lại bị đa khớp. Hạ lôi hay gì đấy? Lây cho bà hàng xóm và không bị. Lây cho bà hàng xóm và lây cho chị dâu đúng không? Nhưng mà vợ thì không bị. Thế thì tìm hiểu ra là rất nhiều gọi là Facebooker comment và giật tít rằng là do chị vợ nên là dùng chloroquine. Thì tôi vẫn được rất nhiều người hỏi thế chloroquine thì có tác dụng kháng Covid không? Đấy. Nhiều người mua lắm, không phải đùa đâu. Nhưng mà cái thuốc này thì lại không bán OTC. Nó nằm trong chương trình phòng chống sốt rét thôi. Đấy. Đấy là những cái mà chia sẻ với các bạn thôi. Thứ hai, trong đó thì cái nhóm thứ nhất là nhóm kháng chuyển hóa. Thứ hai là nhóm ankin hóa. Thứ ba là nhóm chống phân bào. Thứ tư là nhóm kháng sinh. Cái kháng sinh là kháng sinh trị ung thư nhé. Chứ không phải là cái kháng sinh mà chúng ta nghe thấy đâu. Không phải là penicillin, không phải cefuroxim, không phải macrolide đâu. Cái thứ năm là nhóm hormone và kháng hormone. Cái này thì hormone là cái gì thì vừa mấy bài trước chúng ta học được. Thứ sáu là nhóm thay đổi đáp ứng miễn dịch. Thứ bảy là các cái thuốc khác. Về tác dụng không mong muốn của các thuốc trị ung thư thì các cái thuốc điều trị ung thư hầu hết là các cái chất mà gây độc tế bào. Cái này thầy đã nhấn mạnh ngay từ khi mà chúng ta bắt đầu học rồi. Thì quan điểm của thầy là mỗi một chuyên đề chúng ta cần nhớ cái gì, nhớ cái gì là thầy nói luôn ngay từ đầu, giống như khi mà chúng ta vào mâm cơm ấy. Cái gì ngon là chúng ta phải ăn trước để chúng ta cảm nhận cái ngon của nó, cái gì lạ chúng ta ăn trước, đúng không? Quan điểm không giống như các cụ, cái gì ngon là ăn sau cùng, đúng không? Nên lúc này non nê thì còn cảm nhận được nó ngon thì không ngon nữa, đúng không? Các cụ mang phần quan điểm là gì ạ? Các cụ nhiều cái cũng mâu thuẫn lắm, đúng không? Cứ dạy con cháu là ăn cái gì không ngon trước, lúc đấy nó đang đói ăn cái gì cũng được, no thì bắt đầu mới ăn những cái ngon. Nhưng mà quan điểm bây giờ nó lại khác là gì ạ? Cái gì ngon chúng ta phải ăn trước để chúng ta cảm nhận ngon, độc, lạ, đắt ở chỗ nào. Giống như là chúng ta bây giờ còn trẻ đúng không? Còn ăn được cái gì ngon, của gì ngon, con gì lạ, thưởng thụ đi. Tất nhiên là cũng không hoang phí quá, đúng không? Bây giờ cứ ki bo chắt bóp rồi đến lúc gì ốm đau thì ăn chả ăn được, lúc đấy sơn hào hải vị thì có ý nghĩa gì nữa, đúng không? Đấy. Nên là trong cái quá trình giảng dạy của thầy, cái gì cần nhớ khi mà các bạn đầu các bạn cái bộ nhớ nó còn đang rỗng, nó còn đang trống, làm luôn cái đấy vào. Đấy. Phần lớn các cái thuốc mà điều trị ung thư, đây là cái mà keyword mà chúng ta phải nhớ. Không nói đến các cái thuốc mà điều trị ung thư thì chúng ta phải hiểu một điều là hầu hết là cái chất gây độc tế bào. Cho nên cái việc tiếp xúc này, tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gián tiếp hay tiếp xúc với người bệnh sau khi hóa trị cũng có thể gây nguy cơ độc tế bào. Các bạn nhớ chưa? Hơn nữa thì cái tính đặc hiệu của nó không cao như là các thuốc kháng khuẩn. Đấy. Các bạn nhớ chứ, bởi vì tế bào ung thư là những tế bào sống, đúng không? Nó cũng giống như các cái tế bào khác của cơ thể, nhưng mà chỉ mỗi khác là cái tế bào ở mô này nó phát triển ở mô khác, thế thôi.
một ngày đẹp trời mà người ta lại thấy cái tế bào ruột ở trong dạ dày chẳng hạn, thì đấy là dị sản đấy, đấy là ung thư đấy. À, có nghĩa là cái tế bào lẽ ra thì nó được phát triển ở chỗ này, nhưng mà gì ạ, nó lại phát triển ở chỗ khác. Nó cũng là tế bào sống, nó cũng cần phải có máu nuôi, cũng cần phải có dinh dưỡng. À, cho nên là các cái thuốc này thường là gì ạ, nó không cái tính đặc hiệu của nó không cao. Đấy, chính vì thế cho nên là chúng có thể gây gì, gây độc cho tế bào ngay là điều điều trị. Và các cái mô tăng sinh nhanh như là tủy xương, hệ tiêu hóa hay nam tóc là các cái nơi mà thường biểu hiện độc tính cấp của thuốc điều trị ung thư. Cái này thì vừa giải thích với các bạn rồi. Đấy, tại sao bệnh nhân mà đi truyền hóa trị về đúng không, hồng cầu giảm, bạch cầu giảm, đấy, tại sao đi truyền về lại gì, nôn, lại tiêu chảy, tại sao đi truyền về lại rụng tóc, lại cụt móng. Đấy, thì những cái mô nào mà nó tăng sinh nhanh thì nó sẽ thể hiện gì, nhanh. Anh nghe đây Quỳnh, và học từ 7:30 nói như nào thì thử tin thế, là phải đang tin là các bạn đang nghe, nên em phải rất là say sưa để giải nhé. Đấy, như thầy nói rồi đấy, là những cái mô nào mà nó tăng sinh nhanh thì nó sẽ biểu hiện độc tính cấp, cấp là nhanh đúng không ạ? Em vừa chưa hiểu tại sao bệnh nhân đi truyền hóa chất về lại rụng tóc chưa? Đừng ai nói rằng là đi truyền hóa chất về tóc tôi không rụng cả, đó là điều đương nhiên. Không rụng chỉ trường hợp là một là tóc giả, hai là cấy tóc vì cái tế bào nó không liên quan đến mạch máu, thế thôi. Các cái tác dụng không mong muốn thường gặp, một là trên tủy xương, nó tổng với tủy xương biểu hiện là gì ạ, nó giảm hồng cầu, nó giảm cầu, nó giảm tiểu cầu. Thứ hai là trên hệ tiêu hóa, mà cái giảm hồng cầu này thì các bạn biết rồi, đó là những người mà người ta đi truyền rất về, xin thưa các bạn, là vô cùng mệt mỏi, bởi vì là người ta không muốn vận động cái gì luôn, vì tất cả những cái vận động của cơ thể chúng ta đều cần đó là oxy để nuôi dưỡng mô. Thế bây giờ đi chuyển hóa chất về, hồng cầu nó giảm đến gì minimum rồi, thì nó không vận chuyển oxy được, cho nên là người ta cảm thấy lười vận động, cơ thể nó buồn bã, rất là mệt mỏi. Cái thứ hai về bạch cầu, bạch cầu giảm thì nguy cơ gì, bội nhiễm vi khuẩn, bội nhiễm virus là rất cao, cho nên là gì ạ, phải tăng cường miễn dịch. Đúng không? Phải dùng thymomodulin, phải dùng vitamin C, phải tăng cường thì uống nước cam. Rồi trên hệ tiêu hóa để gây buồn nôn, gây nôn, gây tiêu chảy, gây liệt ruột, gây loét miệng. Thường thường các bạn rất khổ, loét miệng, đã chán ăn rồi, ăn vào không hấp thu được, nhưng lại bị lết cả miệng, lở lết miệng, nói không muốn nói, ăn không muốn ăn. Đấy, mệt mỏi. Rồi trên hệ thần kinh thì dị cảm, rối loạn hành vi, rối loạn cư xử, ngủ liệu, thậm chí là có dấu hiệu biết. Đấy, cho nên là những người này, cái hành vi này, cái ngôn ngữ của người ta, rồi cái cảm xúc của người ta này, nó thay đổi lắm. Cho nên là sau cái chuyên đề này thì chúng ta sẽ hiểu hơn, chúng ta thông cảm hơn với bệnh nhân, chúng ta đồng cảm hơn với bệnh nhân, và chúng ta chia sẻ với bệnh nhân. Các bạn hiểu không ạ? Rồi trên da và trên tóc thì thường là sạm da, bởi vì hồng cầu nó hết rồi, nó giảm đi, máu nó lưu thông nó kém đi rồi, da nó sạm, tóc thì rụng, không phải hói đầu nữa mà đầu nó nhẵn thín ấy,
Thế các bạn đến phần nhi của bánh mai đặc biệt là bệnh nhân ung thư, các bạn thấy là gì ạ? Nó nhẵn bóng như vậy. Vì nó dùng từ gì ạ? Từ cái tế bào chân tóc rồi. Ở trên sinh sản dị dạng thai nhi thì cái này cái chống chỉ định của cái hóa trị liệu ung thư đối với bệnh nhân mang thai. Thế cái tác dụng không mong muốn khác thì có thể gây suy tim, loạn nhịp, viêm phổi, rồi có thể có cái nhiễm khuẩn các cái cơ quan bội nhiễm ấy. Chúng ta đi vào các cái thuốc chữa ung thư thì thứ nhất là các cái thuốc chống chuyển hóa để có cấu trúc hóa học tương tự các cái thuốc chuyển hóa trong quá trình tổng hợp acid nucleic, ngăn cản sự tổng hợp của acid nucleic của tế bào ung thư. Các cái thuốc kháng chuyển hóa ở đây bao gồm thứ nhất là thuốc kháng acid folic, thứ hai là thuốc kháng purin, và cái thứ ba là thuốc kháng pyrimidine. Cái này thì các bạn lại bắt đầu kết nối với lại cái kiến thức hóa dược, đúng không? Hóa dược thì cái nhân purin của nó là cái gì, nhân pyrimidine nó là cái gì? Đấy, để chúng ta có thể hình dung trong cái cấu trúc của nó và làm sao, đúng không? Thì trong cái phần thuốc kháng chuyển hóa, cái slide này bao gồm tất cả những cái thuốc mà hiện nay đang dùng. Đấy, thuốc kháng acid folic thì có methotrexate. Cái methotrexate này rất hay để sử dụng ở trong viêm khớp cấp thấp. Đấy, cái thứ hai là thuốc kháng purin thì có mecaptopurin. Cái từ mec này đó là có gì ạ? Lưu hút, đúng không? Rồi theoguanin, azathioprine, và đặc biệt là cái nhóm thứ ba này, nó kháng pyrimidine này, có rất là nhiều. Cái 5FU này này. Đấy, đây là gì ạ? Fluorouracil. 5 ở vị trí số 5 nó gắn với một nguyên tử fluor. Đấy, uracil, của cái chất uracil nó kháng được lại cái nhân cái pyrimidine. Cái thuốc thứ hai đó là fluoxuridine, thứ ba là cytarabine, thứ tư là capecitabine. Capecitabine này. Đấy, cái này với lại cái này nó dẫn xuất. Rồi gencitabine, fluoradarabine, cladribine. Thì cái nhóm mà kháng pyrimidine này hiện nay thì có 7 cái hóa chất. Cả 7 cái hóa chất này đang được dùng khá là phổ biến ở Việt Nam. Thì cái phổ biến nhất đó là cái 5FU này. Đó là 5-fluoxuracil. Rồi cytarabine với lại capecitabine. Capecitabine biết rồi, đúng không? Các cái thuốc mà chữa ung thư, những cái chất tương tự như là bazopurin thì cái này để giới thiệu ngoài cho các bạn thôi. Đấy. Đây này, 6 này, mecaptopurin này. Đây này, cái vị chứa 6 không? Từ mec này là nó có lưu huỳnh, đúng không? SH này. Đây là cái cấu trúc hóa học. Cái này chúng ta đã học hóa dược, đúng không? Hóa dược thầy sẽ chỉ cho các bạn là cái nào là cái vai trò quan trọng, cái nào là cái nhóm thế. Đấy, đúng không? Đây là gì ạ? Cladribine. Đây là fluoradarabine, là theoguanin. Những cái chất tương tự bazopurin trong có 6 này, mecaptopurin, hay là các những cái chất tương tự của nó là gì ạ? Purinenol, cái đuôi on này, là cho cái phân tử của nó có gì ạ? Đó, cái đuôi, có cái nhóm OH, đã thay thế cái này bằng cái nhóm gì ạ? OH. Chỉ định trong các trường hợp là ung thư bạch cầu cấp, cái xét nghiệm này là cái dòng bạch cầu tăng trong nhiễm khuẩn thì thường nó tăng, nhưng tăng quá cao thì lúc này bắt đầu người ta sẽ nghĩ đến câu chuyện là có ung thư bạch cầu không, hay là theoguanin chỉ định trong bệnh bạch cầu cấp, rồi pentostatin chất ức chế cái men
adenosine, diaminase, trị các cái bệnh bạch cầu, hay là clavibin tương tự với furin, hay là fludarabine ung thư bạch cầu cổ mạng hoặc bạch cầu cấp mạng tính, dòng lympho tế bào B. Hay là những cái chất mà tương tự pyrimidine, em thấy có gì ở sitarabine này, hay là đây là 5MU này, em vị trí số 5 này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 5 này, flor này, cái flor này nó gắn vào đây là cái chất uracil này. Đấy, đây gọi là 5FU, viết tắt của nó là 5FU, và cái là tên của nó là 5-fluorouracil. Cái này chúng ta được học ở trong hóa dược đúng không? Mà các bạn đang học hóa dược là các bạn siêu thầy ở cái mảng này đúng không? Dù gì thầy cũng học lâu rồi. Khi chúng ta học hóa dược thì chúng ta cố gắng để chúng ta nhớ được là à, một là cái vị trí đánh số này, hai là nhân purin là thế nào, là nhân pyrimidin là làm sao này. À, đây cũng chính là nhân pyrimidin như này các bạn này. Đây này. Nó có 2N, đây, N đây. Đây là gì ạ? À, đây là giống như là ceton ấy. Đúng không? Đây này, nó chỉ quay chỗ nọ, quay chỗ kia thôi, đúng không? Thì cái N này này, đấy, nó thay được bởi cái này, thay cái thế này. Đây nó cắt cái lo đi, đúng không? Đây, những cái chất mà tương tự pyrimidine, 5-fluorouracil, cái tắt là 5-FU này. Đấy, là cái nguyên tử lo, đấy, nó ở vị trí số 5 của cái cấu trúc uracil, và nó là tiền tiền thuốc trong cơ thể thì nó được chuyển hóa thành fluorouracil monophosphate và ức chế sản xuất cái men imidazolinate và synthetase. Thì các bạn biết là khi mà chúng ta hóa sinh ấy, mà cứ cái nào mà có đuôi synthetase synthetic ấy, là cái enzyme để giúp cho quá trình tổng hợp xây dựng, nào cứ nói đến synthetic là tổng hợp, còn synthetase có nghĩa là gì ạ? À, cái enzyme này giúp cho quá trình tổng hợp. Còn kinase là phân tách. Đấy, khi mà hóa sinh, có đôi khi là chúng ta học cả một cái môn dài, chúng ta chỉ cần nhớ được thế là ok lắm rồi, đúng không? Cứ có cái chất nào mà có đuôi azơ thì chắc chắn nó là enzyme rồi. Nhưng mà tất cả enzyme không phải là thằng nào cũng mang đuôi azơ cả. Các bạn hiểu không? Thế nên chúng ta có thể suy ngược này, suy xuôi này, nhưng chúng ta lại không suy ngược mà. Tất cả những thằng nào mà đuôi azơ này là enzyme, nhưng không phải tất cả enzyme đều mang đuôi azơ. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Còn cái gì? Synthetase là enzyme này giúp cho cái sự tổng hợp. Tổng hợp cái gì thì nó phải gắn với cái thằng đằng trước này. Đấy. Còn kinase là gì ạ? Là phân cắt. Phân cắt cái gì thì nó gắn với thằng trước. Các bạn còn nhớ cái cốc đúng không? Đấy. Là C-clo oxidase đấy đúng không? Để tổng hợp lên prostaglandin ấy, thì có là oxygenase đấy, các bạn có nhớ không ạ? Đấy. Để chỉ định thì cái 5MU này được chỉ định khá rộng với ung thư ống tiêu hóa, ung thư thận, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt. Cái tuyến tiền liệt này chúng ta phải lưu ý nhé, là nó lại có hai cái thể u xơ ở nam giới ấy. Và đặc biệt là nam giới độc thân ấy, thì cái nguy cơ mà u xơ nó rất là cao. Cái u xơ này nó có thể nó chuyển thành ung thư ác tính. Đấy. Ở nam giới thì cái tuyến tiền liệt ấy, nó lại chẹn vào cái đường nhượng quản. Cái đường nước tiểu ấy, từ bàng quang ra ngoài. Xin lỗi, đường niệu đạo. Tức khi mà nó phì đại lên thì nó chèn vào cái đường niệu đạo đó. Mà khi mà bằng quang ấy, bắt đầu là nó tích trữ một cái lượng nước tiểu nhất định, thì nó có một cái phản ứng
lên thần kinh trung ương, và thần kinh trung ương nó báo xuống là đang buồn đi tiểu và đi tiểu. Ở trẻ con ấy, thì cái hệ thần kinh nó chưa hoàn thiện, cho nên là nó cứ có một lượng nước tiểu nhất định là bắt đầu nó tự nó tẻ, đúng không? Còn ở người lớn thì sao? Báo hiệu lên là buồn tẻ, nên là mình phải gì, phải tế nhị, là mình phải tìm chỗ nào có thể tè được thì mới tè, đúng không? Thế nhưng với những trường hợp bị u sơ, bắt đầu nó chèn vào cái đường tiểu đạo, và mặc dù là rất buồn tiểu, rất là căng, nhưng đi tiểu rất là khó. Đấy. Nhiều người mà đi tiểu giận rất là khó. Đấy. Đấy là cái u sơ. Còn cái ung thư tuyến tiền liệt là có thể u sơ đó là một số, một tỷ lệ nhất định thì nó chuyển sang ung thư. Mà các bạn biết là đặc điểm ung thư là nó có thể di căn. Đấy. Mà cái ung thư tuyến tiền liệt thì nó lại rất là dở hơi ở chỗ là gì ạ? Để nuôi được cái ung thư này nó lại do sinh hoạt. Cho nên là khi mà phẫu trị cái tuyến tiền liệt ấy, đồng thời người ta phải loại bỏ cái tinh hoàn đi. Đấy. Là rất là, các bạn biết là khi mà loại bỏ tinh hoàn thì cái tâm sinh lý của người bệnh nó thay đổi kinh khủng. Và cái chỉ định đó là chỉ định vòng hầu, hầu họng ấy, viêm ung thư bằng quang. Thì có một cái chú ý là simetidine sẽ làm tăng cái nồng độ thuốc ở trong huyết tương, có nghĩa là gì ạ? À, cái này nó có cái sự tương tác. Cho nên là khi mà bệnh nhân mà dùng simetidine trên lâm sàng ấy, thì bao giờ dùng 5FU này người ta cũng phải khai thác là bệnh nhân có đang dùng kháng histamine hay không, và điển hình là simetidine. Thì cái này nó gì ạ? Nó ức chế cái enzyme chuyển hóa ở gan là cytochrome P450 CYP3A4. Những chất tương tự pyrimidine đó là cytosine, arabinosine, dùng trong các cái trường hợp ung thư máu, hay là thuốc kháng folic đó là cái men dehydrofolate về đúc ta vừa về đúc là cái tổng hợp ấy, acid folic này đã chuyển hóa thành acid folinic, đây là một cái coenzyme sinh tổng hợp lên bazopurin và pyrimidine, tác động lên cái gì ạ? ADN, ADN, acid folic này. Acid folic này thì các bạn biết rồi, acid folic thì nó rất là quan trọng đối với gì ạ? Phụ nữ và tuổi sinh sản. Cái này cực kỳ quan trọng đối với lại các cái tế bào ống, thần kinh. Thế nên là tại sao phụ nữ mang thai lại có thể dùng acid folic là như thế? Để chống dị tật ống thần kinh. Các cái thuốc kháng folic là gì ạ? Có methotrexate. Cơ chế của nó là ức chế men để hydrofolate. Cái cơ chế người ta mô tả rất là rõ. Cái này nó vai trò là cái gì? Nó ức chế sinh tổng hợp lên ADN, ARN. Một cái chất nữa nó là gì ạ? Valitrexate. Có cái biệt dược là Tomodex, dùng trong ung thư ruột, trực tràng, nó di căn. Thứ tư nó là dẫn chất ure, đó là hydro thì carbamid. Các bạn biết là cái hydro ở đây thì tên nó dài thôi, nhưng mà thực ra bản chất của nó là nó chỉ gắn thêm một cái hydro ở đây thôi, thì chúng ta cũng không phải cái gì nó ghê gớm cả. Hay là midoguazone, cái này chúng ta tại sao chúng ta phải học hóa dược là như thế? Thế khi chúng ta học hóa dược xong đó đọc tên thuốc chúng ta biết ngay là cái cấu trúc của nó là như thế nào, đúng không ạ? Thứ năm là dẫn chất acridin để có amcidin. Thứ sáu là dẫn chất của anthracen có biantren, mitosantron. Thứ bảy là các cái dẫn chất khác là selenium, đây thứ ba là selenium. Phần thứ hai đó là các cái thuốc ankin hóa để dẫn xuất của nitrogen, muscat, có cyclophosphamide. Cái cyclo ở đây là vòng. Đấy, thì các bạn học hóa dược ấy, khi mà chúng ta học hóa dược xong chúng ta sẽ chỉ được ngay là cái cấu trúc của nó là cái gì, đúng không? Cái vòng của nó này có gì ạ? Có gốc phosphat và ở đây có amid. Thì amid là cái gì các bạn biết rồi, đúng không? Amin, amid. Chúng ta biết học hóa dược, đúng không?
là Infoformit, rồi Veclor, Vetamin, Veclor. Cái này nó là trong cái cấu trúc của Vetamin này. Đấy. Thực ra cái này thì nghe cái tên của nó có vẻ như là nó rất là lòng hoàng, nhưng khi chúng ta phân tích ra thì nó đơn giản lắm. Eta là mấy? Là 2 đúng không? Dạng C2H5 ấy. Ở đây có gì? Có C2H5 này và NH2 đúng không? Đấy. Đây chúng ta phân tích cái gốc của nó trước đã này. C2H5NH2, đây là etamin. Đúng không? Nhưng mà nó được thế vào một nguyên tử clo. Có nghĩa là lúc này nó là gì ạ? Nếu như chúng ta học hóa dược ấy, các thầy sẽ vẽ luôn các bạn. Lúc này là C2H4 đúng không? NH2. À, C2H4 clo. À, NH2. Xong lại có một cái mẹt này nữa. Có nghĩa là lưu huỳnh đúng không? Đấy. À, lưu huỳnh có thể là SH. Đấy, à, gắn với lại C2H3. Đấy, à, NH2. À, khi chúng ta học hóa dược chúng ta phân tích những cái tên thuốc này cực kỳ đơn giản. À, hoặc là menplan. Rồi chlorambucin thì cái này nó là một cái chất gọi là ambucin. Nó gắn một thay thế một cái nguyên tử hydro bằng clo. Cái này thì các bạn sẽ là học kỹ hơn ở trong hóa dược, thầy chỉ đã chéo trong sân đấy tí thôi, để giới thiệu với các bạn chúng ta ứng dụng với môn hóa dược, môn dược lý như thế nào. Hai là dưỡng dốt của nitro ure. À, thì chúng ta sẽ biết được cái cấu trúc của amin là gì, cấu trúc của ure là gì, đúng không? Có casmustin, casmustin. À, hai là lomustin. Ba là semutin. Thứ ba là dẫn xuất của triazen. À đấy, ở đây chúng ta thấy gốc azen, tri này. Tri là mấy? Là 3 đúng không? Mono là 1, di là 2, tri là 3, tetra là 4. Pen là 5, hex là 6, hex là 7, ốc là 8, đúng không? Đấy. Thì ở đây chúng ta lại thấy là gì ạ? Di các bazin. À, cái các bazin thì chúng ta được học ở đâu rồi? Các ba margin đấy, đúng không? Đi là mấy? Là 2. Đấy. Đây là chúng ta thấy không? Học hóa dược xong, học xong dược lý nó nhàn cực kỳ luôn. Thứ tư là gì ạ? Bởi vì thầy nói các bạn rồi, dược sĩ là người ta phải đi sâu vào nghiên cứu gì ạ? Theo cấu trúc, người ta phân loại theo cấu trúc và cơ chế. Vì thông thường mà cái nhóm thuốc mà xếp cùng với các cái thuốc mà xếp cùng nhóm là nó có cấu trúc hóa học giống nhau. Cấu trúc hóa học giống nhau thì nó có cơ chế tương tự nhau, đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta chỉ cần nhớ một thằng thôi, nhớ một cơ chế thôi, nhớ một thằng thôi. Xong rồi còn các thằng khác là gì? Nó thay thế các nhóm thế. Đấy. Thứ tư là gì ạ? Dẫn xuất ankin sulfonat. Đó là gì ạ? Busulfat. Thứ năm là dẫn xuất của platin. Là xít platin. À, xít platin này, cái này được tiếp xuất từ gì ạ? Từ dừa cạn đấy, xong rồi nó tổng hợp nó lên. Xít platin hoặc là carbo platin. À, trong cơ thể thì các thuốc để chuyển hóa thành các cái gốc ankin gọi là ion carbonium. Đây, các cái C2H cộng. Vì chúng ta thấy carbon nó luôn luôn đóng quá trình gì? Quá trình 4. Ở đây mới có 1. 2 hydro là 2 là thành 3. Thì đương nhiên là gì? Nó phải có một dấu cộng, cộng lên là thể hiện là gì? Ion. Đấy. Phản ứng mạnh trên các cái chất ái nhân như là với N ở vị trí số 7 trong phân tử guanin của ADN. Với N ở vị trí số 1 hay 3 của adenin. Đấy. Adenin thì các bạn biết rồi. Đấy, chúng ta có cái từ gọi là chúng ta học về hóa sinh đúng không? Học hóa sinh chưa? ATP là gì? Đấy. Chúng ta ăn cái gì, chúng ta uống cái gì. Đấy. Bổ lắm hay bổ vừa thì nó gì? Ngon lắm hay ngon vừa thì nó cũng gì? Nó cũng sinh ra ATP. Các bạn biết ATP là cái gì không? Năng lượng. Nghe nói đến ATP là cái gì chưa? Quá trình chuyển hóa năng lượng. Năng lượng. Đúng rồi. ATP là năng lượng tiền tệ của cơ thể. Nó chính là adenine này, triphosphate,
adenine triphosphate là một cái gốc phosphat giàu năng lượng ATP đấy. Nghe có vẻ gì đấy nó ghê gớm nhưng thực ra thì nó đơn giản thôi khi chúng ta hiểu bản chất của nó. Tri là 3, phosphat là TO4, 3 lần 3 cái gốc phosphat của adenine giàu năng lượng và đó chính là năng lượng tiền tệ cho cơ thể hoạt động. Đó. Với N ở vị trí 3 của cytosine, cytosine này hay vị trí oxy ở vị trí số 6 của guanine. Và các thuốc này thì phản ứng với cả ARN và các protein là ribosome trong tế bào. Đấy, bạn biết rồi, trong tế bào thì có gì? Màng này, vỏ tế bào này, màng này, nguyên sinh chất này, nhân này. Nhân thì có gì? Màng nhân, chất nhân và hạch nhân. Đúng không? Thì trong cái nguyên sinh chất của nó có ribosome này, lysosome này, vân vân, rất rất nhiều thứ. Đấy. Và có sự kháng thuốc chéo giữa các tác nhân an kim hóa của tế bào ung thư là do hiện tượng giảm thấm của tế bào tăng sản sinh ra các tác nhân ái nhân cạnh tranh khác và sự có mặt của các cystein và những chất mà có nhóm SH dẫn chất một dạng nitơ. Thế các bạn thấy có gì? Cyclophosphamide đây. Đấy, đây này, em phải nói luôn cái chất amid cho các bạn này, N này, CH2 này, CH2 này, đấy, N, CH2 này, đây, chất amid, cái này hóa dược các bạn biết rồi đúng không? Nó gắn với phospho đây, gọi là phospha này, cyclo là vòng này, đấy, khi chúng ta học hóa dược thì chúng ta có thể phân tích được nó ngay mà, cyclo là vòng, phosphamide là trong cái cấu trúc vòng này có phospho, và có chất amid, amid chính là gì ạ? Gạch ngang N CH2 CH2. Còn cái đằng sau mà nó nối như gì đi chăng nữa kệ sử nhà nó. Nhưng cấu trúc amid chắc chắn là có N liên kết với CH3. Đấy. Ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Có hai cái chất này luôn là gì? CH2 CH2 CL CH2 CH2 CL. Còn cái việc đây là gì ạ? Ngập nước nó chấm OH này, cả H2O này. Thầy ơi, thì chất mà chưa ung thư thì có phải trong công thức của nó có nhiều các nguyên tử gây độc như như phốt to hay là lưu huỳnh các thứ gây cần lo không? Không các bạn, bạn đang hiểu sai về cái vấn đề đó, bởi vì cái gì ạ? Không phải là trong cái công thức của nó có phốt to để nó gây độc tế bào đâu, cần lo để gây độc tế bào đâu. Đó. Mà là các tế bào ung thư nó giống như tế bào lành, các bạn hiểu không? Ngay như phần đầu ung thư thầy nói các bạn rồi. Là tăng sinh tế bào ấy chứ, nó cũng là những cái tế bào sống đấy chứ, hiểu không ạ? Và các cái thuốc điều trị ung thư thì thường là nó không đặc hiệu như là kháng sinh. Kháng sinh là nó cái sinh này nó đặc hiệu với chủng vi khuẩn này, kháng sinh kia đặc hiệu với chủng vi khuẩn kia. Còn các cái thuốc điều trị ung thư là cứ tế bào vào là nó diệt, thì nó diệt được tế bào ung thư đồng thời nó diệt luôn cả tế bào lành. Hiểu không ạ? Chứ không phải là trong cái cấu của tế bào ung thư nó có cái này, có cái kia để nó độc cho chúng ta. Còn nếu mà như thế thì người ta cắt xử cái flo đi chứ. Đúng không? Hiểu tất cả. Thầy phải nói thêm về hóa dược thôi, mà cái này chắc là các bạn đang học và các bạn super star hơn thầy rồi. Thì chỉ hướng dẫn cho các bạn cái cách đọc, một cái cách nhìn nhận thôi. Đây người ta gọi là amin nè. Đấy, đây là amin bậc 2 nha. Đây này, đây là cái chất amin rất điển hình CH3, CH3, N rồi. Hexan này là mấy? Là 6, đúng không? Methyl ở đây là gì? Đấy, methyl là CH3. Đấy. Amin đây. Cho nên là khi mà chúng ta đọc học hóa dược xong ấy, trời ơi, đọc tên thuốc biết ngay là cái bản chất của nó là gì, cũng giống như người Việt Nam ấy. Nguyễn Thị nhắm mắt biết là mày là nữ rồi, đúng không? Đấy, Nguyễn Văn, Nguyễn Hữu, Nguyễn Công thì chắc chắn mày là đàn ông rồi, kiểu như thế. Còn đi sâu vào nó là cái gì thì lúc đấy lại tính sao? Ở phần là cao cấp hơn rồi, level cao hơn rồi, đúng không? Cho nên là học xong hóa dược, ít nhất các bạn đọc tên thuốc, các bạn phải biết được trong cấu trúc của nó là cái gì. Thậm chí
chính là đặt tên này xong chúng ta có thể vẽ được cấu trúc của nó. Ok. Ở đây có gì ạ? Cyclophosphamide đây. Sử dụng trong bệnh Hodgkin và các lympho khác nhau như là Hodgkin hay là Mevalam là chất mù tạng có nhân phenylamine dùng đường uống sử dụng trong đa u tủy, thận và buồng trứng hay là Clambucin ít độc sử dụng trong bệnh cầu mạng Hodgkin và các yếu đám khác hay là Hexametinamine. Hexam là 6, metin là có 6 cái điểm, 6 cái nhóm CH3, metin là CH3 mà, melamin sử dụng chủ yếu trên các cái yếu rắn hay là dẫn chất của nitro ure. Ưu điểm là có tính phân dầu thấm được vào cái nguyên sinh chất và sử dụng tốt trong những trường hợp yếu ở não hay là các cái stress, tozoxin chỉ định trong ozulac hay là các mustin chỉ định trong cái biếu di căn não Hodgkin, biếu hệ tiêu hóa thận phổi và ngực hay low mustin là methin CCNMU. Các cái dẫn chất mù tạt khác như là etramustin, phần thứ ba là các cái thuốc chống phân bào là các cái hợp chất thiên nhiên, thì cái này là cái mà quan trọng và hay được sử dụng và đặc biệt ở Việt Nam cái nguồn dược cả này rất là phong phú, thì cái này trong cái phần mà dược liệu ấy thì thầy có nói các bạn rồi đúng không, hai cái chất mà từ dược cả được sử dụng rất nhiều hiện nay đó là vinblastin và vincristin. Ngoài ra thì có vindesin hoặc là vinorabin. Cơ chế của nó là ngăn cản cái sự phân bào ở giai đoạn metaphase do gắn lên với cái gì ạ, tubulin, là ngăn cản cái sự phân ly nhiễm sắc thể. Đấy là gì ạ, tế bào chết. Và cho đến nay thì người ta thấy không có sự đề kháng chéo của thể chất này. Cái này cách khác có nghĩa là đề kháng chéo là nó chưa bị kháng, nên là chúng ta vẫn đang dùng vinblastin và vincristin. Cái thứ hai là dẫn xuất của taxan, đó là paclitaxel. Paclitaxel thì hiện nay các cái cơ sở y tế hiện nay đang dùng khá là nhiều paclitaxel với lại docetaxel. Thứ ba là dẫn chất của porphyrinotocin, đó là porphyrinotocin và etoposide. Thì cái etoposide thì hiện nay được dùng khá nhiều, gần đây thì có nhập thêm cái teniposide. Chúng ta chủ yếu vẫn dùng gì ạ? Etoposide. Còn porphyrinotocin đang hơi hiếm, mà chủ yếu là etoposide với lại teniposide thôi. Về vinblastin, cái alkaloid từ cái dừa cạn ấy, vinblastin và vincristin ấy là chỉ định trong ung thư tinh hoàn di căn kết hợp với lại bleomycin và cisplatin, hai là bệnh Hodgkin và các u hạch, ba là sarcom, các ung thư mô bào, mô bào thần kinh, hay là u mô bào thần kinh, neuro liên quan đến thần kinh. Tác dụng phụ và độc tính thì nó ngăn cản sinh sản tế bào tủy, rối loạn tiêu hóa, thần kinh cơ, thần kinh trung ương và hội chứng tiết ADH không thích hợp. ADH là cái gì thì hôm trước chúng ta học về hormone rồi, đúng không? Thứ hai là vincristin thì nó có cái biệt dược là oncovin, có độc tính tương đối yếu trên tủy xương và dung nạp tốt hơn là trẻ em bị ung thư máu hơn là người lớn, được chỉ định đây là phân loại ưu tiên lựa chọn ung thư máu ở trẻ em, thông thường thì kết hợp thêm với các cái thuốc chống phân bào như là metclavamin và prednisolone. Prednisolone chúng ta biết rồi đúng không, hay là procaptazin, hay phác đồ gọi là MOPP. Mà ô là gì ạ? Metclavamin. Độc tính tương tự như là vinblastin. Hai cái này nó đều là gì ạ? Ăn có ý của cái dừa cả. Về dẫn chất của porphyrinotocin, cái khoai ma, chỉ định ở trong bệnh Hodgkin, tràn dịch tân sản của u buồng trứng, u vú, u não và u bằng quang. Số tài liệu đấy là quan số hay là bọc đái
kháng sinh trị ung thư. Thì các cái kháng sinh trị ung thư chủ yếu được phân lập từ streptomycin, là cái chất đầu tiên được tìm ra là actinomycin. Và các cái thuốc này thì ức chế đặc hiệu trên quá trình tổng hợp ADN. Về cơ chế thì các chất này có cấu trúc học phẩm và có khả năng trên một giữa với 3 giờ cái enzyme ạ. À xin lỗi, cái ADN ạ. À, guanine, cytosine của cầu nối bổ sung ADN và ngăn cản sự phân đôi sao chép của chuỗi ADN. Và có 3 loại inter các lam là các anthracycline tổng hợp và bán tổng hợp là daunorubicin và doxorubicin. Hai cái này được dùng khá là nhiều, đặc biệt là doxorubicin. À, các aliptisin hay là daptinomycin, đặc biệt là cái bleomycin. Cái bleomycin này hay được phối hợp ung thư ở các cái pha này, rồi thì trong cái chuỗi ADN. Daptinomycin có cấu trúc anthracycline. Chúng ta thấy là anthra ấy, chúng ta học ở trong cái dữ liệu rồi. Cycline ở đây là vòng, là cái chất mà chống phân bào mạnh nhất hiện nay, không qua là cái não, và chỉ định ung thư máu ở trẻ em, ung thư Kaposi, ung thư tinh hoàn di căn, tác dụng phụ thì nó trên máu, trên hệ tiêu hóa, rụng tóc, phát ban, đôi khi hoại tử da, nơi vùng chiếu xạ, và đấy là chiếu xạ, và lại dùng thêm cái daptinomycin này là thì nó hoại tử. Là daunorubicin hay là doxorubicin, hai cái chất này nó cấu trúc tương tự nhau. Đó là các cái kháng sinh kháng ung thư thuộc nhóm anthracycline thu được từ cái nấm streptomycin. Nicet là pancitius, tia là chủng. Các cái cơ chế tác động bao gồm cả ba cơ chế là các cái chất xen kẽ hay là tin nhắn gốc tự do và làm hỏng chức năng của màng, được chỉ định trong ung thư máu cấp và ung thư tủy mạng, bệnh Hodgkin và các khu hành bệnh khác. Độc tính thì có tất cả các độc tính của các thuốc chống phân bào. Nó có thể gây độc tính trên cơ tim không hồi phục, là yếu tim và kháng digitalis. Cho nên là khi mà bệnh nhân dùng cái này mà dùng các cái digitalis, ví dụ như là digoxin ấy, nó sẽ gì ạ? Không có tác dụng. Và khi điều trị bằng các thuốc này thì bắt buộc phải theo dõi điện tâm đồ. Bleomycin, cơ chế tác động của nó là ức chế phân bào ở thời kỳ G2 và gây ra sự gãy của phân tử ADN, là xuất hiện ra gốc tự do. Chỉ định thì ung thư tinh hoàn, bệnh Hodgkin và các u bạch huyết khác, ung thư phổi, thực quản, bàng quang, cổ tử cung, ung thư da. Độc tính thì có thể dẫn đến sơ phổi tiến triển. Cái sơ phổi này rất nguy hiểm các bạn nhé, nó làm cho về cái đàn hồi kém đi, là làm cho cái dung lượng khí phổi rất yếu. Cái này độc tính trên máu thì tương đối là thấp. Một cái thuốc tiếp theo đó là aglarubicin, được chỉ định trong ung thư máu ác tính, u hạch bạch huyết không phải Hodgkin, đó là u liên phô không Hodgkin. Độc tính trên máu và trên tim. Một cái chất nữa là epirubicin. Epirubicin hiện nay cũng được dùng khá là nhiều, đặc hiệu với lại ung thư máu, à xin lỗi, ung thư vú. Độc tính ở trên máu và tim. Zorubicin thì được chỉ định trong ung thư máu cấp, tủy, độc tính trên máu và tim. Các cái kháng sinh mà tác động không xen kẽ đó là non index, có nghĩa là không. À, có mitomycin thuộc loại an tinh hóa thì được chỉ định điều trị tạm thời trong các cái bệnh như là ung thư dạ dày, ung thư ruột, trực tràng, lách, vú, bàng quang, phổi, u tế bào hắc tố da. Cái u hắc tố da này các bạn cẩn thận nhé, trước đây có chia sẻ với các bạn này, là một số những người mà đi tẩy nốt ruồi ấy. Ok, đa phần các cái nốt ruồi thì không sao, nhưng một số các cái nốt ruồi đó chính là những cái u sắc tố. Bình thường thì nó chả có gì cả, nhưng khi mà chúng ta động vào nó thì nó giống như cái tổ kiến lửa ấy ạ, nó có thể lan tỏa nguy hiểm. Cho nên đôi khi nó cũng là cái nốt duyên đấy, nốt lộc. Khi mà chúng ta đi tẩy nốt ruồi hay gọi là đi quy hoạch giải phóng mặt bằng thì chúng
là phải hết sức cẩn thận đối với một số các nước người đó là cái tổ chức u sắc tố. Có thể ung thư máu và hạch bạch huyết độc tính là tính tủy xương. Cái phần nữa đó là hormone và kháng hormone. Phần hormone hôm trước chúng ta học rồi, đúng không? Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi.